Trung tâm Điện tử Ảnh Vờ xin gửi lời chào các bác. Buổi sáng thư giãn, mời các bác nghe những giai điệu guitar, nhạc vàng và cùng thưởng thức chia sẻ chung vui với một bộ cấu hình âm thanh mà anh Phương đang set up dành cho bác Hợi Thảo ở thành phố Hà Nội thân yêu. Các bác hãy nhìn tổng thể bộ dàn máy ngày hôm nay. Anh Phương đang set up một dàn máy rất là cao cấp và toàn hàng bãi, những hàng xịn sò của các thương hiệu lớn, ví dụ như CB Acoustic, Đề Acoustic, rồi là dòng Bayer cũng như dòng Liver, DK. Bộ cấu hình ngày hôm nay anh Phương đang chú trọng và tập trung vào những chiếc vang số với những công nghệ hiện đại nhất của Đức. Hầu như bộ này là những sản phẩm âm thanh của Đức. Một con đẩy CB Acoustic 3 kênh. Với kênh 1 anh Phương đang đánh với một quả súp hơi bass 40 của HZ. Con này từ 22 côn 100 đẩy ra tiếng bass rất mạnh mẽ và uy lực. Kết hợp với nó là một đôi loa DK dòng của Anh Quốc, dòng loa bass 40 tép cực lớn, tiếng hát cực bay và khỏe. Chúng ta có thể hát trong khoảng không gian rộng 5-70m2 và thậm chí có thể hát đông đến 2-30 người thoải mái luôn các bác. Một đôi loa chịu đòn tốt, tiếng khỏe, chi tiết và hay. Thêm vào đó thì bác Hợi ngày nay cũng không quên bổ sung cho mình một đôi loa siêu lời. Đó là dòng loa JBL Control 28. Đây ạ, JBL Control 28. Nên một cấu hình âm thanh rất là chuyên nghiệp, có đầy đủ cả tiếng bass sâu mềm mại của tiếng súp, có độ khỏe, độ căng và chịu đòn của đôi loa DK của anh, kết hợp với độ mềm mại, chi tiết, sâu lắng và rõ nét của cặp loa siêu lời. Một dàn máy âm thanh với giá trị khoảng hơn 30 triệu đồng. Một con lọc của Hàn Quốc để các bác có thể chủ động cân chỉnh phần nhạc. Còn phần mic thì anh Phương đã setup rất chuyên nghiệp ở trên con vang số D6 của DB Acoustic. Nói đến những bộ mic Bayer vì tím thì chắc các bác cũng không lạ gì. Nó là một trong những phân khúc rất phù hợp với giá thành hợp lý. Nhưng mà chất âm thì nó ngang ngửa với những dòng mic hiện nay bán mới khoảng độ 6 triệu, hơn 6 triệu đổ lên. Thực sự trong thời gian này thì anh Phương thử rất nhiều mic và thấy rằng là mic bãi nó có cái chất của nó rất hay các bạn. Hơn 30 triệu đồng chúng ta đã có một dàn máy âm thanh rất hay và rất khỏe, nghe nhạc hay. Vâng, và đây cũng bật mí luôn là chú bác Hợi Thảo cũng đã từng mua tới 2 bộ dàn âm thanh và cũng chưa hài lòng. Bởi vì là thực ra là khi mà lên cấu hình mà không được tư vấn chuyên nghiệp cũng như không được setup cài đặt một cách chi tiết thì chắc chắn rằng là chúng ta vẫn chưa đảm bảo được cái độ chất, độ hay của dàn loa máy của mình. Các bác xem dàn máy như thế này còn thiếu gì không ạ? Có thể cho những ý kiến góp ý thêm để anh Phương sẽ tư vấn thêm cho bác Hợi Thảo với mức đầu tư hợp lý, hiệu quả và chất lượng. Đó là những tiêu chí mà chúng ta đang phấn đấu tới. Ngồi đây mà nghe tiếng súp đánh rồi là cảm thấy nó rất là hay, mềm mại, sâu, khỏe và có vẻ gì đó nó rất là hưng phấn. Ok, phần nhạc thì rất là ngon rồi. Bây giờ anh Phương sẽ thử test về phần karaoke cho các bác nghe. Xin mời các bác. Sau đây anh Phương xin mời các bác hãy cùng test dàn máy với phần karaoke để trước khi gửi cho bác Hợi Thảo. Và chắc chắn rằng khi nhận bộ cấu hình này, bác Hợi Thảo sẽ rất là hài lòng sau khi mà đã thử đến hai dàn máy mà chưa đạt yêu cầu. Các bác để ý kỹ cái phần nhạc cũng như cái tông nhạc để anh Phương hạ những cái tông rất là sâu và nghe vẫn rõ nét, tiếng cũng rất là nhẹ, đặc biệt là tiếng xì xẹt của nó rất là hay các bác. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là một vui, là hạnh phúc em giấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc em chưa
và anh chưa thuộc về ai. Anh sẽ cố quên cung trời hoa mộng. Ngày về bên em, tình mình đến rất nhanh. Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào. Em đến với anh với tất cả tâm hồn. Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt anh em là tất cả. Nay vui là mong ngược trong thoáng giây. Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến. Và ca khúc này cũng gợi nhớ cho một vài anh em là còn tiếc nuối những con cá mất thằng cá to, những mối tình đẹp mà chúng ta chưa từng đến được với nhau. Thì chúng ta hãy mạnh dạn thể hiện những ca khúc này, biết đâu một ngày nào đó chúng ta lại có duyên. Xin ra một lần nữa thay mặt cho trung tâm Nguyễn Phương xin gửi lời cảm ơn bác Hội Thảo và cảm ơn tới tất cả các bác khách hàng đã đặt niềm tin và cho chúng cơ hội được phối ghép những dàn máy rất là hay này. Xin trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt.